Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Vâng, xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi đang có mặt tại xã Đắk Rô Va. Khu vực này tôi sẽ review cho các bạn tham khảo giá của một lô đất rẫy các bạn nhé. Thì đầu tiên nó sẽ nằm gần cái đường dây 500 kV, đường dây 220 kV, 210 kV thì đấy các bạn. Ở đây nó có hai cái đường dây song song với nhau. Thì khu vực này nó rất là cách xa cái trung tâm thành phố các bạn ạ. Thì xã Đắk Rô Va nó nằm về phía đông nam của thành phố Kon Tum, nơi đây tập trung chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ba Na. Với cái điều kiện kinh tế cũng như là xã hội hết sức là nghèo nàn, khó khăn, người dân ở đây thì chỉ ưa thích trồng một số những loại cây truyền thống như là cây lúa nước, với lại một số những loại cây đơn giản dễ trồng như là cây mì các bạn ạ. Đấy, ngoài ra thì còn có một số các loại cây như cây bời lời, cây chuối các bạn, một số loại cây ăn quả rất ít các bạn nhé. Ở đây chất đất cũng rất là xấu, đất thì cằn, đồi núi thì chọc, đất thì nói chung là không có màu mỡ các bạn. Ruộng thì cũng rất là ít các bạn, ruộng thì chỉ nằm ở những cái thung lũng, những cái cạnh, những cái ven, những cái thung lũng thôi các bạn, gọi là hai bên của những cái sườn núi thôi. Đấy, hết sức là ít ruộng. Với cái đời sống, lối sống, cái lối canh tác đất nó, lối canh tác nó lạc hậu, nó không dùng phân gọi là hữu cơ nhiều, cho nên là đất đai ở đây càng ngày nó càng khô cằn đi, chai đi các bạn, mất chất dinh dưỡng đi, do mưa rồi do bào mòn rồi do trồng cây cối không chịu bón phân, không chịu gọi là bồi dưỡng đất lại thì đất nó rất là mau cằn. Thì điều đầu tiên cái rẫy này của chúng ta thì giá thành phải nói các bạn là anh chủ bán ra cũng rất là rẻ thôi, hơn 1 hecta đất trồng mì này với cái giá 25 triệu thôi các bạn nhé, 25 triệu thôi, hơn 1 hecta. Tại sao nó lại rẻ như vậy các bạn? Bởi vì khu vực này nó cách xa khu dân cư, nó không có đường xe đi vào các bạn. Các bạn để ý cái đường này cũng chỉ là đường mòn thôi, dành cho người đi bộ thôi các bạn nhé. Chứ xe máy đi vào đây, các bạn nào tay lái vững ấy, như tôi ấy, thì vào này được, vào cái chỗ này được. Chứ còn các bạn nào tay lái mà không vững thì nói thật các bạn là các bạn không thể nào đi vô cái đường này được. Do tôi cũng chinh chiến nhiều năm ở cái khu vực vùng sâu vùng xa, đường xá nó điều kiện nó khó khăn rồi, ở chỗ nào tôi cũng mò đi được hết các bạn. Thì đấy, lý do là như thế các bạn. Cái thứ hai nữa là tại khu vực này thì nói chung là, ví dụ các bạn có trồng mì ra ấy, thì không có đường thì các bạn cũng chở ra ngoài đấy để bán thì cũng cực lắm các bạn. Nói chung là nhiều cái yếu tố tác động lại, nhưng mà chủ yếu là không có đường. Cái thứ hai là xa khu dân cư, kha gọi là xa những cái điều kiện thiết yếu, thì những cái dãy này là hết sức là rẻ mạt các bạn. Phải nói quá rẻ mạt các bạn. Hơn 1 hecta chỉ có 25 triệu. Anh chủ cũng gọi là bán ra với cái giá tôi thấy thì cực kỳ mềm rồi. Đấy các bạn này, làn danh nó đến cái đoạn cây chuối này các bạn nhé. Còn cái đoạn cây mì bên đây là của người khác nhé. Đấy, thì các bạn để ý xa xa kìa, những cái dãy núi đấy là gần như là những cái làn danh giáp danh giữa cái tỉnh Gia Lai và Kon Tum các bạn ạ. Đấy cũng là cái rẫy của người dân thuộc cái xã Đắk Rơ Va này. Và cái đường dây điện này các bạn này, các bạn để ý đường dây điện nó sẽ đi, sẽ chạy sang Gia Lai các bạn. Không biết đường dây 500 hay đường dây 220 không biết.
Đây các bạn để ý một số cái ruộng lúa của người dân này. Đây họ canh tác chủ yếu là những cái ruộng lúa nhỏ nhỏ như vậy đấy các bạn. Đây, cứ mỗi hộ một vài mảnh như vậy. Đấy là dọc lên tít tít trên kia. Nó sườn sườn kiểu như hai bên cái sườn núi ấy. Đấy các bạn để ý tít trên kia vẫn còn có cái rẫy của người dân này. Đấy, các bạn để ý cái mái nhà nó màu trắng 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 này. Đấy trước trước cái bông lau mà tôi chỉ này. Đấy tít trên đấy mà vẫn có cái rẫy của người dân ở trên đấy các bạn nhé. Xa lắm các bạn. Ở đây thì rẫy cực kỳ rẻ các bạn. Có 1 hect thì khoảng vài gì, chục triệu thôi. Đấy rất rẻ các bạn, rất rẻ mạt. Phải nói thực sự phải đi sâu đi vào những cái vùng đồng bào người đông dân tộc thiểu số như thế này thì mới có những cái lô đất và những cái mảnh rẫy nó rẻ giống như kiểu cho các bạn ạ. Thậm chí cái có nhiều anh chị bảo cho cũng không lấy, thực sự là như vậy các bạn. Đây các bạn cũng chẳng làm được cái gì hết các bạn, khó làm lắm. Đấy, các bạn trông vậy thôi chứ cái này chỉ người đồng bào dân tộc thiểu số người ta mới làm được thôi. Chứ các bạn mà vào đây mà trồng mì thì tôi nói thật các bạn chứ cũng không làm không nổi đâu các bạn. Nhìn trông như vậy thôi nhưng mà không dễ đâu các bạn nhé. Đấy, đi vào đã khó rồi chứ đừng nói là các bạn mà đi đào cày xới cái đất này để mà trồng, để mà phơi mình ra đấy mà trồng những cây mì thì nó cực kỳ khó các bạn, rất khó khăn. Dưới đây có một cái con nước nhỏ các bạn này. Con nước này sẽ chảy từ trên những cái dãy núi kia xuống cung cấp nước cho những cái cánh đồng ở đây. Thì người dân ở đây canh tác thì người ta chủ yếu dựa vào thiên nhiên thôi. Ví dụ mì này trồng xuống thì người ta sẽ trồng vào đầu mùa mưa. Đấy, khi có mưa thì cây nó tự nó hứng nước mưa và nó ăn chất dinh dưỡng ở trong đất thôi. Đấy, và nó sống thôi. Và các bạn để ý thì mì thì cực kỳ là khô cằn. Mì kém phát triển lắm các bạn. Mì nói chung là nhìn trông như vậy thì củ cũng chắc chắn là không có rồi. Và củ rất là nhỏ các bạn. Đây và tôi sẽ đi ra cái ruộng đây cho các bạn ngắm thêm một số cái cảnh của cái ruộng. Đây các bạn này. Ruộng ở đây chất đất cũng chất tôi thấy cũng không màu mỡ gì các bạn. Có trồng lúa ở đây thì chắc một cái mảnh này chắc cũng thu không biết được bao nhiêu, cũng chẳng được bao nhiêu lúa đâu các bạn. Nói chung cái tập tục canh tác của người dân ở đây nó khá là gọi là lạc hậu. Họ có cái lối sống săn bắt hái lượm rồi cái lối sống cũ rồi các bạn. Tuy là người dân của thành phố nhưng mà lối sống vẫn không có mấy thay đổi so với ngày gì gọi là cái thời xưa. Đây các bạn này, từ đây các bạn có thể view nhìn ra cái mảnh rẫy khá là rõ ràng. Đấy nó triền triền theo cái quả đồi trên đến cái đỉnh kia các bạn nhé. Giống kiểu cái hình tam giác, cái hình chóp ạ. Cái hình tam giác các bạn. Đấy, hơn 1 hecta các bạn nhé. Nhìn trông vậy thôi mà nó rộng lắm các bạn. Đây các bạn nhìn trên cái màn hình thì trông nó nhỏ thôi. Nhưng mà nó cực kỳ rộng các bạn. Cách cái đường dây điện kia nó tầm khoảng 500m các bạn nhé. Không phải dưới đường dây điện đâu anh chị em các bạn nhé. Chúng ta để ý kỹ. Chứ còn đất đai mà dưới đường dây điện cao thế thì các bạn tuyệt đối không mua các bạn nhé. Tuyệt đối không mua. Chỉ người dân người ta gọi là người ta tận dụng để người ta trồng cây cối thì được. Chứ còn chúng ta đi mua đất thì tuyệt đối là không nên mua những cái đất như thế. Và tôi thì tôi cũng không bao giờ tôi quay những cái mảnh đất mà nó dưới cái đường dây điện cao thế cả các bạn. Cho nên anh chị các bạn cứ yên tâm. Tôi phải lựa chọn những cái mảnh đất mà nó nằm ở cái vị trí nó không có dưới cái đường điện cao thế các bạn. Nằm ở những cái vị trí nó ổn định các bạn. Đây cái hình ảnh trên flycam các bạn này. Thực sự quả đồi nó quá cao đi. Flycam bay mà quay cũng không nhìn cũng không hết được cái quả đồi các bạn. Đấy cách cái đường dây điện là cũng vài trăm mét. Nằm ngay cạnh cái quả đồi. Ngay cạnh cái cánh đồng lúa các bạn nhé. Đây các bạn nhé, hơn 1 hecta đất rẫy trồng mì người dân bán ra với cái giá 25 triệu các bạn, cực kỳ rẻ thôi. Đấy hôm nay tôi cũng xin review một cái đoạn ngắn như vậy cho quý anh chị em các bạn theo dõi. Cũng xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của mọi người. Anh chị em các bạn sẽ theo dõi thêm một số cái hình ảnh xung quanh thì đồi núi thôi, mới lại truyền theo những cái ruộng của người dân thôi, thế thôi chứ còn không có đường xá gì khu vực này cả. Cũng không có nói gì thêm được các bạn nhé. Rồi xin kính chào mọi người.